Tiếp tục chương trình với những các tin tức liên quan đến lĩnh vực đời sống. Thưa quý vị, ai cũng biết là nước quan trọng như thế nào trong việc đảm bảo đời sống sinh hoạt cho người dân. Thiếu nước thì cuộc sống bị đảo lộn hoàn toàn. Và khi tình trạng mất nước chưa biết đến khi nào thì mới chấm dứt, thì nhiều người dân ở ngay giữa thủ đô Hà Nội đã phải tự khoan giếng để có thể tìm được nguồn nước sinh hoạt. Vâng, và câu chuyện thì tưởng chừng chỉ diễn ra tại các làng quê thì nay lại diễn ra tại ngay làng Phú Mỹ, trước đây thì gọi là làng nhưng mà bây giờ là phường Mỹ Đình 1 thuộc quận Nam Từ Liêm của Hà Nội, trong bối cảnh là sự cố vỡ đường ống nước sông Đà được gần một tuần thông báo là đã được khắc phục ngay từ khi đó. Cạn trơ đáy. Tình trạng này đã diễn ra trong suốt 2 tháng qua. Nay thì đã khác. Nguồn nước chảy dạt dào này đến từ việc khoan giếng. Trước khi khoan giếng thì là từ ngày mất nước giờ là cứ phải xin của những nhà xung quanh. Xin của những nhà xung quanh là cũng chủ yếu là giếng khoan thôi. Đấy, thì xin nhiều quá thì cũng ngại, cho nên là bắt buộc là phải khoan, thuê khoan. Không có này không có nước dùng. Ông Hồng cho biết tổng chi phí cho máy móc và thuê thợ mất gần 10 triệu đồng. Ngách 52 trên 25 trên 43, làng Phú Mỹ, nơi ông đang sống, có hơn 10 hộ dân, thì hộ nào cũng đều phải đảo nước giếng khoan. Nhu cầu của người dân là nói chung là không đủ nước cho nên là phải khoan giếng. Đấy, cho nên mỗi bình quân mỗi một tháng là chúng tôi sẽ làm cho phục vụ và các nhà hàng và người dân sẽ một bình quân là tầm độ từ 30 đến 40 cây giếng khoan để phục vụ cho người dân. Mỗi lần bơm nước lên sử dụng, chị Đoàn Thị Loan đều phải kiểm tra lại nguồn nước. Ai cũng biết nước giếng khoan nhiễm bẩn, không bằng nước máy. Nhưng rơi vào hoàn cảnh này, có vẫn còn hơn không? Khoan cái giếng dùng thì biết là giếng khoan thì nó cũng không được đảm bảo đâu, nhưng mà không có nước thì vẫn cứ phải khoan để lấy nước dùng thôi. Chứ còn bây giờ mà bảo cứ trông chờ nước máy đấy, xuống phường xã kêu thì các ông cứ bảo rằng là bây giờ nhà máy nước sông Đà người ta bơm bé chảy nó không bò đến đây. Đấy, thì bây giờ thì cứ trông chờ nước máy thì không có thì bắt buộc phải khoan cái giếng. Theo những người dân nơi đây, sau khi khắc phục xong sự cố vỡ đường ống nước sông Đà lần thứ 11, người dân ở các xã phường khác đã có nước sinh hoạt, thì họ vẫn không có một giọt nước chảy về. Giờ họ chỉ còn biết tự cứu mình bằng việc khoan giếng và trông chờ vào những cơn mưa.